răng của chú nó bị lâu rồi, cũng xem nhẹ cái răng quá đâm ra là có đi khám gì, đến bây giờ nó mới bị nặng như thế. Chú tên là Hùng, chú sinh năm 59. Từ cái ngày chú đi bộ đội đánh răng nó ngứa, thế là chú cứ mài miết là nó cứ đứt hết cổ. Sau bây giờ có thể là có tuổi rồi, bắt đầu nó hôm nay nó rụng nhiều lắm, cái thời nhiều người bị như thế. Ngày xưa cái bàn chải đánh răng nó không như bây giờ, nó cứng, nó cước, nó cứng, hay là cái kiểu cọ mạnh, cứ quá trình nó mòn đi, nó mòn, nó đứt hết cổ. Chú Hùng đến với phòng khám với tình trạng răng là bị mất và lung lay toàn hàm, đồng thời chú có tình trạng đau nhức nhiều, đau buốt nhiều lên đầu khi ăn nhai trong rất là nhiều năm nay. Qua tìm hiểu thì chú đã đến với phòng khám. Chú Hùng đã mất răng rất là nhiều năm nay. Thì các bạn có thể thấy, nếu xét về sự đối xứng trên khuôn mặt thì khuôn mặt của chú không còn cân đối hai bên nữa. Bên phải này và bên trái này là không đều nhau, do tình trạng mất răng không đều. Chú có ăn nhai về một bên, do vậy nên khuôn mặt bị lệch. Đồng thời là mất răng nhiều như vậy thì sẽ khiến cho cái tầng mặt giữa này của chú bị ngắn lại, khiến cho thẩm mỹ xấu đi, làm các răng có cảm giác chìa ra ngoài. Hàm trên thì còn nhiều răng hơn hàm dưới. Nhưng tuy nhiên thì những cái răng này đã ở tình trạng viêm nha chu và đồng thời là có tình trạng mòn cổ răng. À, tất cả các răng viêm nha chu ở những vùng răng cửa trên và răng cửa dưới. Cái tình trạng viêm nha chu này thì nó sẽ do là cao răng mảm bám cũng như là cái tình trạng khớp cắn của chú làm cho những cái răng này nó lung lay và nó không còn khỏe nữa. Tình trạng mà mòn cổ răng ở hàm trên khiến cho tất cả những cái răng này của chú sẽ rất là yếu, khi mà ăn nhai sẽ tạo cảm giác rất là ê buốt. Hàm dưới thì còn chỉ còn 5 răng thôi, thì 5 răng này khi mình kiểm tra trên cung miệng thì cũng rất là yếu rồi. Cái vùng xương này bị mất lâu ngày, nó đã bị lép vào rồi. Hàm trên cũng vậy, tất cả những cái răng này đều tiêu xương tụt lợi, đều có cao răng mảng bám bám. Răng này thì đã bị tụt lợi nhiều và cảm giác trồi ra ngoài rồi. Sâu đó, sâu cối thì sau nó cứ vỡ dần, mỗi năm một cái, thể 2-3 năm một cái, đâu không ngủ được, cứ giải rác dần dần, đến bây giờ nó hỗn quá thì mình bảo thôi cố gắng đi làm lại cho nó ăn nhai cho nó cuộc sống nó dễ chịu hơn. Cái vùng răng mà còn lại của chú ấy đang ở tình trạng viêm nhiễm khá là nặng. Đây là những cái răng mà có những vùng chóp nó bị thấu qua, tức là nó bị viêm tủy rồi. Đó, chính cái vì viêm tủy này sẽ gây đau nhức này. Những cái vùng răng này thì những cổ răng này nó đã dây chằng giãn rộng, đồng thời là xương bắt đầu tiêu. Những cái vùng răng hàm mà nó không có cái răng đối thì nó sẽ bị trồi dần. Thì trên cái phim này thì mình đánh giá và mình lên kế hoạch. Những cái vùng phía sau này của chú thì xương nó sẽ ít hơn vùng phía trước. Như mình đo ở đây thì nó chỉ rơi vào khoảng 6 ly thôi. Thì nhưng trong trường hợp này thì chú Hùng có cái trường thuận lợi, đó là cái chiều rộng của xương. Chiều rộng của xương trên những cái vùng cung hàm đằng sau này nó cũng khá đủ để mà đặt một trụ implant cơ bản. Mình sẽ lựa chọn những cái vùng tối ưu nhất để mình đặt implant. Về chiều rộng thì nó không được rộng, nhưng tuy nhiên chiều dài thì nó lại đủ chiều dài. Nên do vậy mình sẽ quyết định là mình đặt những cái trụ implant thẳng trên cái trường hợp này của chú. Trong cái trường hợp này thì trường hợp xương khá tốt, đồng thời là cái nhu cầu ăn nhai của chú cũng tương đối cao, nên là mình sẽ quyết định là mình sẽ đặt mỗi hàm 6 trụ. Nếu mà làm 4 trụ thì cũng được, nhưng mà làm 6 trụ thì nó sẽ kéo được cái phần răng về phía sau, để cho cái việc ăn nhai của chú nó có nhiều răng hơn và chú ăn nhai nó sẽ khỏe khoắn hơn. Với 6 cái trụ này thì mình sẽ lựa chọn kích thước ở những vùng răng sau là để nhu cầu ăn nhai lớn, thì mình sẽ lựa chọn kích thước rơi vào khoảng 4.5, và chiều dài thì mình sẽ chọn chiều dài tối ưu là khoảng 14 cm. Còn tuy nhiên thì cái vùng xương này của chú có một đặc điểm nữa là để đạt được cái thẩm mỹ tối ưu thì mình cần hạ một chút cái chiều cao của cái xương này, để khi mình làm cái răng giả nó không lộ đường chuyển tiếp. Do vậy nên bề dày của xương nó không còn được như trên phim X quang này mình đo nữa, là ở đây nó rơi vào khoảng 16 ly, thì mình hạ đi thì nó chỉ còn khoảng 15 ly thôi, 15 hoặc 14 ly thôi. Thế thì mình sẽ chọn cây cái kích thước 14 mm là tối ưu. Tiên lượng trên phim X quang thì mình sẽ đánh giá là sau khi mà mình cấy xong 6 trụ này thì mình sẽ có hàm tạm cho chú trong khoảng 2 đến 3 ngày.
từ hôm ra đây phẫu thuật là đến bây giờ là chú cảm thấy đầu óc của chú nó nhẹ nhõm hơn, cái hàm răng của mình nó không đau nữa. Nhưng mà khi mà lắp cái hàm tạm này vào thì chắc là nó cũng bỡ ngỡ. Bởi vì trước chú chỉ nhai một bên, bây giờ có bên này rồi, nhai bên này nó quen rồi. Đâm là hút bác sĩ bảo cái cơ nó lệch. Nhiều khi cũng cảm thấy ngượng ngượng. Nhìn hôm đầu tiên về chú nhai cháo, cô còn cười. Nhai cháo nó đi đâu. Nói chung như thế này về mình học là dần dần là nó quen, thích nghi. Nhưng mà xác định là cũng nhai tốt hơn nhiều. Thank you.